Số tiền là một cái cơ hội đầu tư. Đó, nghe tới số tiền là chúng ta sẽ nhắc tới với những cái điều gì mà nó mát mẻ, nó trong lành, một cái gì đó nó rất là dễ chịu, đúng không chị? Chào mừng tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Hùng. Trong chuỗi series giới thiệu về những cái cơ hội đầu tư nằm tại huyện Diên Khánh, mà trong đó nổi bật trên đường là Hương Lộ 39. Và hiện tại ở đây là Hùng đang đứng trên đây là con đường liên xã nha anh chị. Đây. Và bây giờ trước khi giới thiệu chi tiết về cụ thể và cái mảnh đất đó như thế nào, thì Hùng sẽ giúp cho anh chị cô chú chúng ta dễ dàng hình dung rõ hơn về những cái liên kết xung quanh cũng như là những cái con đường, đúng không? Theo cái tay trái của Hùng đây là chúng ta sẽ đi ra lại là Hương Lộ 39 nè chị. Từ cái vị trí mà Hùng đứng đây ra lại con đường Hương Lộ 39 chỉ tầm 500m thôi nha anh chị. Anh chị thấy cái trụ bê tông kia không ạ? Đó chính là cái cầu vượt, tương lai cầu vượt này không ạ, sẽ kết nối qua đây. Bởi vì ngay tại đó có cái con là cái đường cao tốc Bắc Nam đi ngang qua anh chị ha. Thì như vậy chúng ta sẽ không sợ đường tránh, đúng không? Mà chúng ta vẫn có thể di chuyển dễ dàng như hiện tại. Rồi bên phía tây của Hùng đây, bên phía tây phải của Hùng đây cũng là một con đường liên xã nữa anh chị. Anh chị thấy chỉ bị đặc trưng mà đó chính là có một cái mương nước về cái mương thủy lợi. Rồi tiếp theo là theo cái hướng tây Hùng đi thẳng đây, chúng ta sẽ đi qua vào khu dân cư anh chị ha. Và khu dân cư trong đây là có một thêm một cái khu dân cư nữa. Rồi, trong đây thì cũng rất nhiều người dân đang ở sinh sống. Rồi còn cái ngã tư thứ tư ở đây đúng không? Chính diện của Hùng đây chính là cái con đường chúng ta sẽ kết nối đi qua xã Suối Cát của huyện Cam Lâm nha anh chị. Thì cái vị trí đất đó nằm ngay chỗ cái ngã tư luôn anh chị ha, rất là thuận tiện trong việc kết nối về giao thương. Mà cái mảnh đất mà Hùng muốn giới thiệu với anh chị cô chú ở đây chính là cái lô đất đây anh chị nha. Đây là một cái lô đất có hai mặt tiền. Mặt tiền chính ở đây là dài hơn 80m anh chị nha. Đây mặt tiền chính này, mặt tiền đường nhựa này. Đây là con đường đường do nhà nước làm luôn nha anh chị nha. Rồi cái mặt tiền thứ hai đây là dài 120m nha anh chị. Tổng diện tích của lô đất này là 8 sào hơn nha anh chị cô chú nha. Rồi hai bên lô góc hai mặt tiền. Rồi thì nếu bây giờ chúng ta mua cái mảnh đất này thì chúng ta sẽ làm gì với nó với hơn 8.000m2? Thì ở đây thì chúng ta sẽ có hai giải pháp cho anh chị. Thứ nhất, bởi vì ở đây là chúng ta đã có những cái con đường hiện trạng rồi, thì đối với những anh chị cô chú là mà chúng ta muốn đầu tư theo kiểu là chúng ta mua và chúng ta tách thành những cái thửa nhỏ, chia sẻ lại cơ hội đầu tư dành cho những nhà đầu tư thứ cấp hơn ạ, những nhà đầu tư mà có nền tài chính thấp hơn. Bởi vì hiện tại gia chủ ở đây họ đã đăng ký lên là 600m thổ cư rồi, đúng nha anh chị, họ đã đi đăng ký nha anh chị nha, chứ không phải là đã có sẵn 600m thổ cư anh chị ha. Bởi vì đã có con đường hiện trạng thì chúng ta cứ phân ra. Nếu như ở mặt tiền này là 80m đúng không ạ, 80m thì chúng ta có thể là phân mỗi lô là ngang 6m ha, thì chúng ta phân tầm khoảng cỡ được là 13-14 lô anh chị ha. Thì kéo sâu xuống đây đúng không ạ, sâu xuống đây. Rồi tương tự và cái mặt tiền là 120m đúng không anh chị. Thì như vậy chúng ta sẽ không có phải là hiến đường nữa, là chúng ta sẽ mất đất đi anh chị ha. Đó là thứ nhất, đó là cái giải pháp đầu tư về đất nền để mà chúng ta tách thành những cái thửa nhỏ. Rồi cái thứ hai, nếu như những anh chị nào mà cô chú chúng ta muốn làm vườn anh chị nha, mong muốn làm vườn thì đây là một mảnh vườn dành cho anh chị. Điện anh chị đã có thấy không ạ? Đúng không? Rồi nước ở đây, rồi anh chị theo Hùng, Hùng sẽ giới thiệu cho anh chị về cái nguồn nước ở đây. Chúng ta sẽ bao luôn, không bao giờ mà chúng ta sẽ bị mất nước nha anh chị nha. Đây đó, mặt tiền bên hông đây cũng là đường bê tông luôn nha anh chị nha. Tất cả những con đường này là đường liên xã hết, không phải là đường mình tự hiến đâu nha. Đây đường nhà nước làm này, chúng ta không có sợ phải bị mua phải, và chúng ta không có xây dựng rồi được nha anh chị. Đây như chị thấy này, hiện tại là ở trong vườn đã trồng rất nhiều loại loại cây ăn trái, do gia chủ họ không có nhiều thời gian để mà chăm bón cho nên là vườn chúng ta cảm thấy là cây cối hơi được nhiều đúng không ạ. Rồi xung quanh chị thấy không, dân cư rất là đông đúc hiện hữu rồi. Ở đây thì chúng ta chia nhỏ lại. Rồi thì khi mà anh chị đi làm vườn đúng không, thì chắc chắn chúng ta quan trọng đó hai yếu tố, thứ nhất là về điện, thứ hai là nước đúng không. Thì điện ở đây chúng ta là thấy này, đường điện chạy ngay tại đây luôn anh chị không? Đó, anh chị có thấy không ạ, nghe tiếng gì không ạ, đó là tiếng nước chạy róc rách đấy. Đây như anh chị thấy đúng không ạ, đi đâu. Loại đất ở đây thì đất ở đây gọi là đất thịt đen nha anh chị, đất ở đây gọi là đất thịt đen này, anh chị thấy không, trồng xoài này
trồng bưởi này, trồng cam chanh quýt này, trồng mít này, rồi thấy không ạ? Anh chị thấy này, một cái vườn mít này, họ mua về rồi họ cải tạo lại rất là đẹp, rất là mát anh chị nha. Rồi đây, tay trước đây. Đây, nguồn nước ở đây tuyệt vời, đúng không ạ? Đó là cái giải pháp về về nhà vườn. Nhà vườn này thì chúng ta mua, chúng ta chỉ cần cải tạo lại thêm một xíu mà chúng ta có thể là bón ở từng gốc, rồi phun thuốc làm cỏ lại cho nó sạch sẽ cái mảnh vườn của mình. Và cái thứ ba mà chúng ta mua để dành, đúng không ạ? Mua để dành thì đây là một cái tài sản dành cho tương lai, cho con cái của tất cả quý anh chị cô chú, đúng không ạ? Bởi vì về pháp lý nó rất là rõ ràng rồi, về tiện ích dân cư tất cả mọi thứ nó đã là hiện hữu rồi. Thì chốt lại về cái thông tin về cái mảnh đất này á, là vị trí đất nằm tại xã Suối Tiên của huyện Diên Khánh. Cái vị trí đất của mình cách thương lộ 39 chỉ tầm có 500 m thôi nha quý anh chị cô chú. Và cái mảnh đất này tổng diện tích là hơn 8.000 m2. Đây là một cái lô đất nằm hai mặt tiền. Mà mặt tiền chính là đường nhựa 80 m, mặt tiền bên hông là dài hơn 120 m, kéo dài sau lô đất của mình rất là vuông vắng và phù hợp lên thổ cư nha quý anh chị cô chú. Nếu như quý anh chị cô chú nào quan tâm tới cái mảnh đất này, có thể để lại comment phía bên dưới hoặc là kết nối với Hùng qua số điện thoại đang để trên màn hình, thì Hùng sẽ chia sẻ thêm thông tin về cái vị trí, về pháp lý cũng như là về giá cả, thông tin về của cái lô đất này. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.